Bác, anh chị em trên Zoom, tôi rất là hạnh hôm nay được lại được chúng ta gặp gỡ gia đình chúng ta để cùng nhau trao đổi chia sẻ về cái chủ đề là thừa cân béo phì và béo phì sau sinh. Nhưng mà trước đó thì tôi có xin hai cái trao đổi một chút thế này ạ. Chúng ta đã vừa sáng nay chúng ta vừa nghe cái chương trình trực tiếp mà trao hai cái Mercedes-Benz của hệ thống S69 Diamond. Chúng ta thấy vẫn còn hào hứng và tâm hồn sao xuyến không ạ? Đội nhóm của họ, dĩ nhiên là chúng ta kinh doanh rất là fair play, nhưng đúng đội nhóm của họ là rất là tuyệt vời năng lượng mà chúng ta cũng cần phải học. Tôi thấy rằng cái điều đó là cũng là những cái mục đích trước mắt của chúng ta. Vậy thì xin đề nghị các cô bác anh chị em mình trên Zoom, chúng ta cùng nhau thả tim để phấn đấu kinh doanh hệ thống làm giàu tập thể, đồng thời chúc mừng thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An của chúng ta sẽ sớm cũng nhận được Mercedes-Benz về với hệ thống của chúng ta. Xin cả nhà chúng ta thả tim ạ. Vâng, xin cảm ơn cả nhà. Điều thứ hai là tôi xin một số anh chị em cô bác thì chưa biết đến tôi, còn đa số thì cũng biết rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Đào Thành Trương, tôi làm ở trong ngành y của khu vực thủ đô, đồng thời tôi cũng là hợp tác kinh doanh cùng tập đoàn Sivri tại thị trường Hà Nội. Hiện tôi là nhà tư vấn chuyên nghiệp của hệ thống Sivri Việt Nam. Sau đây được sự phân công của hệ thống thì tôi xin phép trình bày với bà con cô bác, chúng ta cùng trao đổi một cái vấn đề rất là nóng hổi, đồng thời nó liên quan đến rất nhiều bệnh mãn tính không lây, mà đó là mục đích của giải pháp của Sivri chúng ta đối với các bệnh mãn tính không lây đó. Vâng ạ, xin thủ lĩnh cho chia sẻ màn hình ạ. Vâng, chủ đề của chúng ta chính là thừa cân và thừa cân béo phì sau sinh. Thế trên hình ảnh trên màn hình chúng ta đã thấy là một hình ảnh như này, thì tôi xin 2 đến 3 bình luận đối với cả hình ảnh này có những ý nghĩa gì và đấy cảm nhận của chúng ta. Xin các thủ lĩnh tương lai mở mic, xưng tên và chia sẻ. Xin mời cả nhà. Thủ lĩnh cháu xin chia sẻ. Vâng ạ, xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Thu Thảo. Cháu thấy ở trên cái hình ảnh ấy, nó có thể hiện một cái điều rất là tuyệt vời là người chồng rất yêu vợ. Mà thế thì cái điều đó có gì điều đó có gì hại nữa? Trời ơi, đi vào đây đánh giấm cái rồi đi ra ở Son ơi. Mặc dù là chị và chị ngồi mà chị tức là chị đã không thể nào mà nhìn cái cơ thể của chị là nó đã rất là chảy xệ rồi, rất là sớt rồi, sồ sề rồi, mà anh vẫn còn cứ rất là yêu thương chị một cái cách gọi là không có trí tuệ đấy ạ. Tức là vợ đã như thế vậy rồi mà vẫn còn đang bón, đang đút đồ ăn cho cho vợ, thì đấy nó thể hiện một cái điều rằng là một cái tình yêu mù quáng, đúng không chú ạ? À rồi, rất là tuyệt vời ạ. Thế là có lợi có hại. Cảm ơn chứ. Đấy, nó tức là thực sự rằng là nó là một cái hình mình cảm nhận rằng là có thể rằng là người ta vẫn cứ bằng lòng với cái hiện tại nó người ta đang có, và người ta cứ nghĩ rằng là cái điều đấy nó người ta chưa nhìn nhận ra được cái nguy hiểm sâu xa của vấn đề. Đấy, người ta chưa nhìn nhận được ra là cái nguy hiểm sâu xa của vấn đề, và chắc chắn rằng là người ta chưa có được một cái sự được đào tạo về cái tư duy chăm sóc sức khỏe ngay từ ban đầu. Bởi vì với một cái người mà đã béo như vậy rồi
mà vẫn còn ngồi vui tươi ăn khi chồng đút cho mình như vậy thì chắc chắn là người ta không quan tâm gì đến sức khỏe mà cũng chẳng quan tâm gì đến sắc đẹp, bởi vì là anh chồng ấy chắc là anh yêu chị quá nên chị không có sợ rằng là mất chồng. Chắc cảm ơn chú đã cho cháu chia sẻ một câu chuyện Vâng vui ạ. đấy ạ. Thật là tuyệt vời. À, nhận xét Dạ. rất là tinh tế của nhà tư vấn chuyên nghiệp Thu Thảo. À, chúng ta thấy họ rất là tự tại, rất là happy và người ta bằng lòng với cái người ta hiện có. Tôi xin một chia sẻ nữa. Tôi Mỹ Hạnh ạ. Dạ vâng ạ, xin mời chị Mỹ Hạnh. Vâng, xin cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp bác sĩ Đào Thành Chương. Xin chào thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An và tất cả các anh chị em thủ lĩnh tương lai trên Zoom. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mai Thị Mỹ Hạnh, tôi đến từ Vĩnh Long. Qua cái hình ảnh đang happy như thế này thì thật ra là cô vợ thì quá khổ rồi. Tuy nhiên là người chồng vẫn cứ chăm sóc cô vợ, mà cô vợ thì vẫn tự nhiên như thế. Đối với chị Thảo hồi nãy nói thì quá đúng với cái tâm trạng hiện tại và những vấn đề này. Theo em, khi mà mình là người phụ nữ hoặc là một người nam ở trong gia đình, nhất là người phụ nữ, khi mà mình có một cái kiến thức về sức khỏe, giới hạn cân lượng và như thế nào mới là khỏe, trẻ, đẹp, và không phải là mình chăm sóc cho chồng mình còn có cái nhiệm vụ rất là thiêng liêng là mình biết như thế nào là cân đối sức khỏe cho người lớn tuổi trong gia đình. Ví dụ như mình ở chung cha mẹ thì người già phải ăn uống làm sao, rồi là con mình nó ăn uống làm sao, rồi chồng mình, hoặc là trong lúc mà mình sinh em bé thì cân lượng mình như thế nào, chế độ ăn ra làm sao, thì mình phải có một cái kiến thức nhất định và tương đối khoa học để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Không vì thương yêu hay là vì quá thương yêu mình sẽ bồi bổ rất là nhiều, hay là vì tiếc đồ ăn mà mình cứ việc là cứ còn thế thì mình nói tội lỗi thì mình cứ việc ăn vô thì nó thừa chất, rồi nó dư dư thừa gì cũng đều không tốt. Dạ, đó là ý kiến của em. Xin cảm ơn thủ lĩnh cho phép chia sẻ và xin cảm ơn cả nhà mình lắm nha. Thật là tuyệt vời, cũng là rất là phong phú và sâu sắc với nhận xét tinh tế của bạn. Tôi xin một chia sẻ nữa. Thì tôi cũng nói trước là với nói thêm rằng là đấy, họ cũng vì như tình trạng như thế và với hoàn cảnh happy, tình yêu thương mãnh liệt như vậy, cho nên họ cũng để mà giữ gìn sức khỏe của mình thì họ nên phải vào được Sibri để họ học hỏi một cách thật năng lượng các cái kiến thức, mà kể cả phát triển bản thân miễn phí, đồng thời sử dụng các cái dòng sản phẩm của siêu việt của thế kỷ 21, một sản phẩm rất là siêu thông minh, thì chắc là họ sẽ, chị này sẽ bảo vệ được cái sức khỏe của mình. Vâng ạ, xin một chia sẻ nữa. Dạ Nguyễn Hằng ạ. Dạ vâng ạ, xin mời Nguyễn Hằng ạ. Dạ, em xin chào thủ lĩnh ạ và chào các anh chị sinh viên ạ. Dạ cho em tên đầy đủ là Nguyễn Thúy Hằng ạ và em đang ở thị trường Đồng Tháp ạ. Em xin chia sẻ một chút ý kiến về màn hình này ạ. Thì trước tiên là em rất là ngưỡng mộ cái cuộc tình của anh chị ở trên màn hình ạ. Đó là cái tình yêu của họ quá lớn, cho nên là họ không có nhận ra được là cái vẻ ngoài của mình nó như thế nào. Và cái điều quan trọng nữa là họ chưa nhận ra được là khi mà béo phì á là nó sẽ dẫn đến rất là nhiều bệnh và có rất là nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Cho nên là cái này là do cái tình yêu của họ quá lớn, cho nên là họ không chưa có nhận ra được những cái xấu ở phía trước ạ. Dạ em xin hết ạ. Vâng, xin cảm dạ, ơn. Em cảm ơn ạ. Vâng. Vâng, qua cái ý kiến đó thì chúng tôi tổng hợp rằng có những cái nguy cơ nhất định đối với chị phụ nữ này, và thì chúng ta cần phải tìm hiểu được nguyên nhân của hội chứng béo phì này
và từ đó thì nó gây ra những hậu quả nghiêm trọng gì, và chúng ta có cái cách giải quyết làm sao cho cái những cái nguy cơ của chị này sẽ hết hẳn đi. Vâng ạ. Bây giờ chúng ta có cái định nghĩa thế nào là thừa cân béo phì. Theo đây tôi xin trình bày như sau ạ. Thừa cân là một thuật ngữ dùng để chỉ mức độ cân nặng của một người mà nhiều hơn 20% so với cân nặng thông thường khi ta xét về cái tỷ lệ giữa chiều cao và cân nặng. Và một điều nữa là thừa cân béo phì trong thế giới hiện đại hiện nay càng ngày càng gặp nhiều, và có rất nhiều các cái nguyên nhân dẫn đến vấn đề thừa cân béo phì. Xin slide tiếp theo. Cái xu thế thừa cân béo phì này nó cũng được đặc biệt ở các nước phát triển cũng như là ở các thành phố lớn, thì cái mức độ thừa cân béo phì này nó cũng càng ngày nó càng nổi cộm lên. Ở Việt Nam thì cái tỷ lệ thừa cân béo phì này nó chiếm độ khoảng từ 5,6% đến 6,5% ở các thành phố lớn, cũng như ở những cái lứa tuổi từ lứa tuổi thứ 5 cho đến lứa tuổi thứ 9 là hay bị gặp nhiều. Chứ còn cái lứa tuổi 15 cho đến 45 40 cho đến 49 thì cũng là gặp ở cái mức độ là hậu quả của những thừa cân béo phì ở trẻ con. Do cái tỷ lệ béo phì ở trẻ em ở trường học Hà Nội thì được khoảng 4,2% trong 2013 và đã tăng lên là 12,2% ở thành phố Hồ Chí Minh cũng trong năm 13 đó. Điều đó, xin slide tiếp theo. Xin slide tiếp theo. Vâng, điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái hậu quả của những người béo phì ở tuổi trưởng thành nó sẽ là hậu quả của thừa cân béo phì tại lĩnh vực học đường. Xin tiếp ạ. Thế thì để xác định được vấn đề chỉ số xác định chỉ số béo phì thì chúng ta đã trong các cái điều kiện mà các cái lượng chất béo mà được cơ thể tích lũy lên mức nhiều đó thì nó gây ra cái tình trạng xấu cho cơ thể. Nó được, cái chỉ số này được xác định bằng chỉ số BMI, Body Mass Index. Về nay nó được đánh giá là một trong những cái thang điểm mà có cái quan hệ gần gũi nhất với cái tỷ lệ mỡ trong cơ thể cũng như là các cái chỉ số xác định độ béo của cơ thể. Xin slide tiếp. Đây ạ. Đây là cái công thức của WHO cũng đưa ra để mà chúng ta tính được cái chỉ số cơ thể là chỉ số BMI bằng kg cân nặng trên bình phương của chiều cao. Chúng ta có cái mốc là ở dưới một BMI dưới 18,5, rồi từ 18,5 đến 24,9, rồi lần lượt đến đó và đến tận từ 40,0 trở lên là từ 30,0 cho đến 40,0 nữa ở các cái mức độ béo phì cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Vậy thì cái công thức đơn giản để chúng ta tính theo chỉ số quốc tế là chiều cao trừ đi cân nặng thì chính là trừ đi 100 chính là bằng cân nặng cộng trừ với 1. Đấy. Ví dụ như là cao là 1m65 thì khi mà trừ chiều cao là trừ đi 100 đi còn lại là 65 cộng trừ 1 kg đó thì chúng ta coi là ở mức bình thường. Xin tiếp ạ. Thế vậy thì các nguyên nhân để gây ra béo phì ở trên slide chúng tôi đã trình bày tương đối là đầy đủ các cái vấn đề mà làm sao gây tích mỡ để rồi là gây ra những tình trạng béo phì. Tiêu chung lại chúng tôi thấy rằng có hai ở khu vực, một là trong cái hội chứng béo phì thì cái nguyên nhân thứ nhất là do rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, thứ hai là do lối sống ít vận động, thứ ba là trực tiếp là do cái chế độ ăn uống nó mất cân bằng.
giữa những cái các cái yếu tố như đường, đạm, mỡ và các vi chất như là vitamin, khoáng chất, hoạt chất sinh học cũng như là các cái vi khuẩn có lợi. Đặc biệt trong béo phì do sau sinh ấy, thì cũng là do cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, đặc biệt là trong hormone của phụ nữ, nó gây làm tăng estrogen, vì thế mà tích mỡ rồi sau đó gây ra béo phì. Thứ hai là có những yếu tố bản năng sinh ra sau đó thì nó tích năng lượng để làm mục đích là cung cấp thêm những cái dinh dưỡng cho cả con nữa, cho nên chính vì thế mà gây ra béo phì. Và thứ ba nữa là do ăn nhiều nhưng mà lại thường ít vận động, đấy là của phụ nữ sau sinh như vậy, cho nên cũng là dẫn tới béo phì. Vâng, xin slide tiếp. Ngoài ra còn có một cái yếu tố nó là stress. Đặc biệt trong stress thì vấn đề tâm lý ấy, cái stress này nó làm cho cơ thể người ta cũng sẽ có cái tâm tâm sinh lý của người phụ nữ sau sinh cũng gây ra những cái biến đổi nhất định, vì thế mà có sự mất tự tin hay là do những cái sự không được quan tâm, thì cho nên là cũng ít vận động và càng gây trầm cảm, và từ đó cũng gây ra những tình trạng ít vận động gây ra tích mỡ. Đây chúng ta trên hình ảnh chúng ta thấy đấy ạ, khi mà béo phì thì gây ra hậu quả là gây ra rất nhiều các cái bệnh lý kèm theo, đây là hầu hết là các bệnh mãn tính không lây, chính là những cái bệnh mà mục đích hướng tới của sản phẩm siêu việt của tập đoàn sức khỏe Sivri đây ạ. Ví dụ như tác động vào bệnh lý tim mạch này, tăng huyết áp này, tiểu đường này. Đặc biệt nó liên quan, chúng ta nói rất nhiều vấn đề là huyết áp béo phì này gây ra những cái bệnh lý tim mạch gây đột tử rồi tăng huyết áp rồi tiểu đường đó. Ngoài ra còn các biểu hiện ở sỏi mật này, rồi là bệnh gan nhiễm mỡ, rồi viêm gan, rồi những cái bệnh lý về xương khớp cũng như là các hệ hô hấp. Xin slide tiếp. Thừa cân béo phì thì gây nên, nó lại sẽ tác hại tiếp theo là nó sẽ gây ra ảnh hưởng, duy nhất chúng ta đều thấy trong cái hình ảnh lúc đầu rồi ạ, nó làm cho cái ngoại hình thay đổi rất nhiều, từ đó mà cơ thể là mất tự tin và cái vẻ đẹp thẩm mỹ nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Và tiếp theo là nó gây ra những cái bệnh như tôi đã trình bày ở trên đó, thì thường nó có 7 cái căn bệnh phổ biến liên quan béo phì. Thì béo phì nó gây ra ảnh hưởng về vấn đề biến chứng về tim mạch và đột quỵ. Thứ hai là bệnh tiểu đường type 2. Thứ ba là gây ra một số các bệnh ung thư như đại tràng vú, ung thư niêm mạc tử cung, rồi thận, thực quản, vân vân. Và các bệnh lý về sỏi mật, rồi viêm khớp, rồi hô hấp. Là đặc biệt trong cái hô hấp này chúng ta thấy có cái hiện tượng là vì nó bị cản trở rất nhiều trong hô hấp do cái bụng như vậy. Và do cái tư thế nằm như vậy cho nên nó có những cái biểu hiện là cơ hoành nó bị đẩy lên, rồi cơ nó gây ra những cái hoạt động không mềm mại ở hầu họng của chúng ta, vì thế mà có cái hình tượng ngưng thở khi ngủ từng nhịp một trong giai đoạn liên tục trong từng giai đoạn ngắn với nhau, cho nên gây ra cái nguy cơ thiếu oxy đến não và các cơ quan, rồi có thể có gây ra ngừng thở. Xin slide tiếp. Đặc biệt trong vấn đề gan nhiễm mỡ mà không do rượu thì đến 70% là cái nguyên nhân của gan nhiễm mỡ này, không do rượu này, nó gây ra cái bệ vận ở cái bệnh lý này. Mà một trong những bệnh rối loạn cái chức năng gan khi mà gan nhiễm mỡ nó làm cho ảnh hưởng rất nhiều vấn đề hệ nội tiết như tôi đã trình bày trên, nó làm cho làm tăng cái estrogen lên và từ đó nó có những cái biểu hiện làm cho cân bằng hormone bị rối loạn, và từ đó gây ra tình trạng tích mỡ và béo phì. Nó gan nhiễm mỡ thì gồm mức độ nhẹ và vừa thì chúng ta thấy cũng có thể thay đổi được, điều chỉnh được, nhưng mà khi bị nhiễm mỡ nặng thì có những cái biểu hiện bất thường, cái triệu chứng này mà bản thân các bác sĩ chuyên khoa chuyên sâu về ổ bụng cũng là nhiều khi cũng rất là khó đánh giá, bởi vì nó không phải tổn thương thực thể cụ thể ở một cơ quan nào, mà nó một cái đau bụng nó rất là khác thường. Và có thể kèm theo nó có cái rối loạn về chức năng gan.
Đặc biệt là nếu như nhiễm mỡ, ta cứ coi thường vấn đề gan nhiễm mỡ thôi, bảo ôi giời đi siêu âm thì bây giờ ai chẳng có gan nhiễm mỡ, ai chẳng có bụng to, thế cho nên mọi người cứ cho qua. Nhưng cái vấn đề gan nhiễm mỡ này mà giai đoạn cuối thì nó cũng gây ra, tức là mỡ nó tích ở các cái tế bào và các khoảng khoảng giữa các cái khoảng không của gọi là khoảng kiss của gan, thì nó gây ra tình trạng là sơ hóa, nó gây ra sơ gan và nó gây ra suy tế bào gan. Từ đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề chuyển hóa trong cơ thể. Vâng. Thế ngoài ra thì sơ gan béo phì, thừa cân béo phì nó làm giảm, suy giảm cái trí nhớ. Đặc biệt người ta đã, các nhà khoa học đã tính toán rằng cái chỉ số IQ của trẻ em mà béo phì thì nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với trẻ em có cái tỷ lệ cân nặng hợp lý. Và ở người lớn thì sao? Gây ra các cái nguy cơ về Alzheimer. Xin tiếp. Xin slide tiếp. Vậy thì những cái sai lầm khi giảm béo của chúng ta có các nguyên nhân, vậy thì chúng ta giảm béo thế nào? Thì những cái sai lầm hiện nay chúng tôi đã tổng kết được có 10 cái sai lầm sau. Thứ nhất là có những trường hợp vì lo sợ quá cho nên là đã giảm béo một cách thần tốc, nhưng cái giảm cân nhanh thì lại rất là tốt, bởi vì giảm cân nhanh thì chỉ cần giảm độ khoảng 3 cho đến 5 kg một tháng là tuyệt vời. Đặc biệt ở với người trưởng thành ấy, thì cái tiêu hao, tức là cái nguyên cân để giảm béo, thì nếu giảm béo tốt thì chúng ta giảm béo làm sao mà vừa vừa, từ từ thôi, nhưng mà nó có cơ thể không mệt mỏi và cái hiệu quả thường. Tí nữa tôi trình bày thêm cho gia đình mình cái cách để giảm cân mà nó đạt được độ khoảng 3 đến 5 cân trong một tháng, nhưng mà người không mệt và cơ thể thì rất là thoải mái. Vâng. Thứ hai là cái sai lầm để làm cho slide trước đi ạ. Do cái chế độ ăn thì không được hợp lý, cho nên là ăn quá ít hoặc là ăn có nhiều các cái chất và gây ra tình trạng những cái fast food và những cái đồ chiên rán rất nhiều, nó gây ra như vậy. Và ăn nhiều, quá nhiều các cái sản phẩm gluco, nó làm cho chúng ta cũng được tích lũy thêm nhiều. Và thứ ba là chúng ta luyện tập quá sức để trong quá trình giảm béo. Điều này cũng là một cái sai lầm trong giảm béo. Khi luyện tập quá sức nhưng lại nhịn ăn thì làm càng cơ thể sao sút thêm và nó gây ra tình trạng mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ, ngủ gật, rồi năng lượng đến các cơ ít. Và có những trường hợp đã vì thế mà chúng ta thấy rằng ở Hà Nội có những cô gái 20 tuổi thôi, nhưng vì thì cũng vì cái ngoại hình của chúng ta, của cô ấy có tự tin quá, tự ti quá, cho nên cô ấy là đã hầu như tuyệt thực không ăn và lại có vận động nữa, trong cuối cùng đến gia đình đưa đến cấp cứu tại khoa cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai thì không nâng sức lên được, và cô ấy đã phải ra đi vì những cái luyện tập giảm béo sai lầm trả giá rất là đắt như vậy ạ. Thứ tư nữa là cái thức ăn thì không đủ các cái chất dinh dưỡng, mặc dù vấn đề chất béo chúng ta đưa ra là cũng nên hạn chế thôi, nhưng mà đây là làm cho những cái tình trạng không tốt, ví dụ như là do làm da nó khô, thứ hai là cái cung cấp các cái năng lượng cho não cũng kém đi. Chúng ta ngoài ra còn dùng các cái thức ăn tăng lực nhiều calo, kẹo như đường, hoặc là có người thì chỉ ăn hoa quả thôi, không ăn một tí gì tinh bột cả. Điều đó cũng rất sai lầm, bởi sao? Trong cái tinh bột đó, chúng ta có muốn cải tạo được cái tế bào neuron thần kinh, làm cho não sáng suốt hơn và để bồi bổ các cái năng lượng cho não, dinh dưỡng cho các tế bào thần kinh, thì chúng ta phải ăn được phải ăn một chế độ ăn hợp lý với glucid, nó là tinh bột đấy ạ. Nhưng có những người thì chỉ ăn rau không thôi, như vậy là thiếu chất ạ. Thứ bảy là ăn không đúng bữa, chúng ta dồn dập và ăn rất nhiều
ở một bữa, và đặc biệt cả ngày thì làm rất vất vả, tôi bận lắm, ăn triền miên và hạn chế, và thôi tối về ăn. Nhưng chính bữa ăn buổi tối đó và ăn gần cái bữa đi ngủ đó thì chúng ta sẽ làm cho thừa cân béo phì, thậm chí là bỏ bữa ăn đấy. Chính bỏ bữa ăn đấy là một cái nguy cơ rất là cao, và tôi đã vừa nói rồi đấy, chính là não đã phát cái tín hiệu là thiếu đường. Tính vì thiếu đường nó, sau đó là trong cơ thể mình nó là sinh học rất là tuyệt vời, người ta nó lại là cơ chế feedback, nó lại tăng tích mỡ, huy động ở các cơ quan khác, đặc biệt là gan, gây ra tình trạng là giải phóng ra gluco, giải phóng ra mỡ, gây ra tích mỡ tiềm ẩn. Thứ chín là có thể sử dụng các chất giảm hóa chất để giảm béo, giảm cân. Điều này là một cái điều rất là nguy hiểm, vì các sản phẩm hóa chất này nó gây giảm cân thì đã đạt mục đích, nhưng nó gây ra gọi là ngộ độc cơ thể. Ta càng ngày càng tích lũy nhiều chất độc vào trong cơ thể và gây ra những cái bệnh rất nguy hiểm, ví dụ như bệnh về ung thư, rồi biến đổi các tế bào và các suy các tạng khác kèm theo. Và đặc biệt là có các cái thủ thuật như là cắt, rồi can thiệp thô bạo lớp mỡ. Gần đây thì cũng đã phát triển cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ để mà thứ nhất là đánh mỡ bụng. Đấy, thì dù sao đó người ta vẫn để lại cái sẹo ở trên bụng. Thứ hai nữa là người ta cắt theo một cái đường financial, tức là đường mổ bắt con đó, thì là đường ngang ở trên vệ. Thì rồi đấy là vấn đề thẩm mỹ thôi. Rồi sau đó rồi người ta cắt ra từng khối mỡ ra để giảm đi, bởi vì là mỡ hay tích tụ ở đâu nhất ạ? Mỡ hay tích tụ ở thứ nhất là bụng, thứ hai là ngực, đùi, hệ thống đùi và ở mặt. Nên vì thế mà khi có can thiệp ở bụng xong ấy, thì để lại cái vết sẹo rất là xấu. Nếu như người nào đó cơ địa sẹo lồi thì lại càng nguy hiểm hơn. Sau đó một thời gian thì mình không luyện tập thì bụng nó lại trở lại như cũ. Và hoặc các cái can thiệp thô bạo như tôi vừa nói rồi. Ví dụ đã người ta cũng đã trả giá rất ghê, là một số trường hợp là người ta hút mỡ bụng dưới da và người ta bơm vào những cái chỗ. Ví dụ như là nâng ngực đấy ạ. Lấy mỡ bụng nâng ngực đấy, nhưng mà nó có những cái phản ứng nhất định, nó gây ra tắc mạch mỡ và từ đó gây ra có trường hợp là không cứu được. Ngoài ra trong phẫu thuật chuyên ngành của chúng tôi thì có một cái phẫu thuật tức là có thể mổ mở hay mổ nội soi, nhưng gần đây do phát triển nội soi rất là cao nên là chúng tôi đã mổ để gọi là thắt đai của dạ dày, để mục đích là làm cho dạ dày co nhỏ lại thì làm cho cái chế độ cái khả năng thèm ăn cũng giảm đi. Thứ hai là có những cái tình huống là sẽ phải ăn số lượng ăn, và có muốn ăn nữa, miệng có ngon hơn nữa, nhưng mà ăn cũng được ít, vì thế là cũng gây ra giảm cân. Nhưng có một số tình huống là cũng lại phải đi mổ để tháo cái đai đó ra, lại phải một cuộc phẫu thuật tiếp theo. Và xin slide tiếp. Vậy thì để có được cái giảm cân một cách bền vững mà lại khoa học thì với giải pháp của Sylvie Wellness, chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm ra được, tập đoàn cũng đã sản xuất ra những cái thức ăn cho chúng ta. Đây là thức ăn thông minh của thế kỷ 21. Những cái sản phẩm này nó đúng là thật là như thủ lĩnh vàng quốc gia của mình có nói đấy, phúc cho ai chưa thấy mà tin. Nếu như họ đã dùng rồi thì họ sẽ cảm nhận được rất là tốt. Với những cái sản phẩm này là không ảnh hưởng gì sức khỏe của người ta, mà người ta đạt được rất nhiều các cái mong muốn đã đạt được. Vậy thì nguyên tắc của giảm cân là gì ạ? Giảm cân thứ nhất là phải luyện tập thể thao đốt mỡ thừa. Thứ hai là phải hạn chế cái lượng đầu vào, giảm từ 20-30% so với đầu ra. Thứ nữa là cái chế độ ăn đó thì ví dụ như để cân đối tối ưu giữa cái đường, đạm, mỡ và các cái vi chất dinh dưỡng. Thứ nữa là để ví dụ như là bổ sung các chất vi chất dinh dưỡng như chrome hay là sắt. Nếu mà thiếu những cái sản phẩm này thì nó làm cho cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, đặc biệt là mỡ, thì nó gây ra suy chức năng gan. Từ đó mà nó làm tăng cái estrogen và nó gây ra các cái rối loạn chuyển hóa mỡ và gây ra béo phì.
Thứ ba nữa là vấn đề tâm lý, thì nó làm cho cái tự thiếu tự tin, rồi trầm cảm, rồi ít vận động, xa lánh xã hội, rồi không có cái sự kích lệ để mà vận động, rồi là đốt đốt mỡ calo thì để giảm được cân nặng, từ đó nó cũng gây ra. Vì thế mà chúng ta phải động viên khách hàng để có những cái vận động tích cực và khoa học để mục đích đốt mỡ thừa, giảm cân. Vâng, trong việc đốt mỡ thừa này thì đặc biệt là cái trường đại học của New South Wales, trong cái tờ nhật báo của y học Anh ấy, thì có một cái nghiên cứu và cái tổng kết của các tác giả đưa ra chúng tôi thấy là rất là tuyệt vời. Đó là nếu mà đốt được cái mỡ thừa thì sao ạ? Khi đốt mỡ thừa thì xin hỏi cả nhà là một chút trong cái vấn đề này, thì là xin một hai ý kiến ạ. Tức là thế tại sao là đốt mỡ thừa mà ta lại giảm cân được ạ? Và đốt mỡ thừa thì mỡ thừa này nó đi đâu và nó giải thoát bằng con đường gì? Xin thủ lĩnh nào có ý kiến bật mic chúng tôi và tôi Lê Thế Anh chia sẻ. Vâng ạ, xin mời. Vâng. Xin chào tất cả anh chị em Trinh Dung, chào tư vấn chuyên nghiệp và thị trường. Tôi xin giới thiệu, tôi Lê Thế Anh, năm nay 45 tuổi, tôi đang làm thị trường Thanh Hóa. Như câu hỏi của tư vấn chuyên nghiệp vào Thành Trương thì bảo là lý do làm sao đốt mỡ thừa thì nó đi đâu mà làm sao nó giảm cân ạ? Vì khi mình vận động ấy, mình đốt mỡ thừa ấy, thì nó có thể là một là nó ra đường mồ hôi, hai là đầu tiên thì nó ra đường đại tiện, hai là tiểu tiện, ba là mồ hôi. Thì khi mình vận động ấy, thì mình đốt mỡ thừa thì lượng mỡ thừa dư đi thì nó giải phóng đi thì chúng ta giảm được cân. Đây câu trả lời của tôi ạ. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Thế Anh. Xin một ý kiến nữa được không ạ? Xin mời các thủ lĩnh tương lai cho tôi thêm một ý kiến nữa về vấn đề đốt mỡ thừa thì để giảm cân thì là nó cơ chế nó như thế nào? Vâng ạ, nếu không có ý kiến gì hoặc ai đó còn ngại ngùng thì tôi xin phép được là tiếp tục chia sẻ luôn ạ. Thế thì cái tình trạng đốt mỡ thừa này, thì đốt mỡ cháy này, theo các nhà khoa học người ta đã công bố, vấn đề đốt mỡ thừa nó sẽ cần phải vận động nhiều. Thế thì vận động nhiều gây ra đốt mỡ thừa thì là mỡ thừa đó sẽ kết hợp với oxy ạ. Và nó kết hợp với oxy để trở thành khí carbonic CO2. Và CO2 thì nó đi đường nào ạ? Nó không theo đường mồ hôi đâu, mà nó chủ yếu là theo đường thở. À đấy, nếu vậy thì là giảm cân, là giảm cân theo đường thở đấy ạ. Trong cái cơ chế của chuyển hóa đốt mỡ thừa. Vâng. Tiếp theo nữa là cái nguyên tắc giảm cân thì sau cùng thứ tư là chúng ta sử dụng cái sản phẩm của tập đoàn Seri. Xin tiếp. Xin slide tiếp. Thế thì trong cái nguyên tắc để giảm cân sau sinh thì cần phải có 5 bước như sau. Thứ nhất là phải ăn ngủ điều độ. Bởi vì nếu như ăn ngủ mà không điều độ, ăn thì ăn quá nhiều nhưng mà lại ngủ thì ngủ ít, bởi vì rõ ràng là các cháu thường lại thức đêm. Thế cho nên là ngủ ngày cày đêm, cho nên là quấy khóc nhiều trên mẹ cứ phải dậy để mà cho con chăm sóc con, cho nên là mất ăn mất ngủ. Ăn thì có thể ăn được nhưng ngủ thì không ngủ được, lại ít vận động nữa thì là sẽ là tăng cân ạ. Như vậy thì cái vai trò của các đức ông chồng lúc này là rất là tuyệt vời và rất tác dụng đó. Thứ hai là vấn đề phải vận động cách hợp lý, chứ không nên là quá là ít vận động thì gây ra tích mỡ, tích năng lượng. Thứ ba nữa là thay đổi và cần phải có sự thanh lọc của gan và các cái đường tiêu hóa. Thế thì chúng ta có sản phẩm thanh lọc đó rất là tuyệt vời của tập đoàn.
thì chúng ta phải thanh lọc gan trong 10 đến 15 ngày. Và đặc biệt cứ 1,5 tháng thì nên lập lại một lần cái chu kỳ sinh học thanh lọc này để làm sao cho nó ổn định được chức năng gan, tăng tiết dịch mật và các enzyme, từ đó làm cân bằng cái chuyển hóa mỡ và các cái hormone mà tôi đã trình bày vừa trên ạ. Thứ tư là không được hạn chế ăn. Cho nên đấy, chúng ta giảm cân khoa học là bằng cách là làm sao khi có giật tác dụng giảm cân nhưng hoàn toàn là không có ảnh hưởng gì vấn đề để sức khỏe cảm rất là có nhiều năng lượng là khác đấy chứ. Thế vậy thì chúng ta phải không được hạn chế ăn uống, nhưng chúng ta chia nhỏ liều lượng các bữa ăn ra. Cái việc chia nhỏ liều lượng bữa ăn này nó làm cho cơ thể dạ dày của mình để mà vấn đề là luôn luôn người ta có làm cho giảm cái cảm giác thèm ăn. Không nên ăn nhiều, lúc nào cảm giác no, vì thế mà không có nhu cầu ăn vào. Từ không có nhu cầu ăn vào thì từ đó là cũng là một cái giảm cân tốt. Thế vậy thì đủ, nhưng mà ăn thì phải đủ chất, thực phẩm đa dạng và ăn đặc biệt là không quá no. Chính không quá no này là chúng ta phải chia liều nhỏ đó, 5 đến 6 lần trong một ngày, trong đó có 2 bữa ăn phụ. Thế thì một bữa ăn phụ có thể thế nào? Có thể là chỉ cần một lọ sữa chua thôi. Đó, đấy là một bữa ăn phụ nó như vậy. Và tiếp tục thứ năm, tức là chính là sử dụng cái sản phẩm của Siri của tập đoàn chúng ta. Xin slide tiếp. Thủ lĩnh An cho slide tiếp theo. Vâng, chúng ta thấy rằng đấy, vấn đề làm sao phải ăn đúng, ăn sạch nó ở đây ạ. Ví dụ như là có chúng ta cần phải có cái tháp về cung cấp nhu cầu thức ăn ở tháp bên dưới, chúng ta cũng hơi nhỏ một chút ạ. Thì chúng ta tính toán là cái nền là những cái thức ăn gì nó nhiều to hơn, và đến trên chóp đỉnh là gì, cũng chóp đỉnh là vẫn có đường, chứ không phải là chúng ta không ăn đường đâu ạ. Vẫn có đường, nhưng mà chúng ta chia cái hàm lượng nó chuẩn ra. Và thứ hai, đặc biệt các cái như thịt đỏ và tinh bột thì chúng ta hạn chế một cách tối đa, bởi vì những cái sản phẩm này nó làm cho chúng ta rất béo, vì thịt đỏ nó làm cung cấp rất nhiều năng lượng protein gấp cho những cái người mà suy kiệt, đặc biệt là sau mổ đó thì là sẽ giảm cân, tăng năng lượng rất tốt. Nhưng trường hợp này cần giảm cân thì chúng ta lại giảm, đặc biệt là với cả tinh bột nữa cũng vậy. Và chúng ta ăn những cái thành phần mà nó có nhiều sản phẩm, nó có nhiều các cái chất dinh dưỡng khác mà nó tốt, ví dụ như là cam. Thế cam nó là qua đâu ạ? Chanh cũng vậy. Thì chính là trong cái sản phẩm Novomin của chúng ta mà chúng ta đã được giới thiệu đó, thì sản phẩm Novomin nó có những cái tỷ lệ nhất định ở cam chanh đó, nó làm cho, ngoài ra còn có một số các cái thành phần khác nữa, nhưng cái sản phẩm đấy nó cũng làm cho chúng ta có những cái thành phần tốt. Đặc biệt trong vấn đề là cung cấp nước đấy, thì sao ạ? Chúng ta lại bảo là vì giảm cân, nếu mà giảm cân thì là không ăn không uống, thế thì gọi là không ăn không uống mất tiền thêm lo. Vậy thì đây là uống là gì? Chúng ta vẫn phải giảm cân nhưng vẫn phải uống đủ nước theo cái cân nặng, và trung bình là chúng ta có thể phải uống là từ 1,5 cho đến 2,5 lít nước trong một ngày, tùy theo trong mình ở trong cái trạng thái nào. Ví dụ như mình trong trạng thái mà các cái phân xưởng hầm lò, ví dụ cần ở cái nhiệt độ cao đó chúng ta phải uống nhiều nước hơn, còn suốt ngày ở trong phòng điều hòa thì rõ ràng là cái nhu cầu nước của chúng ta sẽ không cao, nhưng chúng ta có vận động thì chúng ta là vẫn có cần phải nhu cầu nước. Xin slide tiếp ạ. Đây là các dòng sản phẩm thải độc của cơ bản của tập đoàn Siri mà thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hiếu Minh của chúng ta đã đưa cho tất cả các hệ thống chúng ta sử dụng. Thì chúng ta thấy không ạ, là đặc biệt để có thải độc cơ bản thì chúng ta có thể sử dụng toàn bộ cái bộ ba, các cái sản phẩm thanh lọc của chúng ta ở hai dòng bên trên, nhưng cũng có thể chúng ta sử dụng một số thành phần nhất định thôi, cộng thêm với các cái sản phẩm tiếp theo là để tiêu mỡ, ví dụ như Fatia Seed rồi là Nordic
một số các cái sản phẩm khác, cũng như là rồi những cái thải ví dụ như là trà yoga, hay là sau đó thì chúng ta phải cân bằng ví dụ như là các cái dòng sản phẩm như là gì, như là Synclovitan. Đặc biệt ở trong đây thì chúng tôi thấy rằng cái Synclovitan 4 ý, là như cái tôi trình bày ở trên, là cái vấn đề để chúng ta bảo tồn được cái chức năng của gan nó tốt hơn trong cái thanh lọc đó, thì từ cái chức năng của gan nó tốt thì nó làm cho cái cân bằng được cái hormone, vì thế mà cái estrogen nó không tăng. Estrogen nó không tăng thì nó không gây ra các cái cơ chế như tôi trình bày trên, nó gây ra tích mỡ. Và đặc biệt chúng ta phải tốt phối hợp nên với cái dòng và protein, dòng thể thao. Cái dòng thể thao này nó cũng là rất là tuyệt vời, nó làm cho năng lượng chúng ta có, nhưng nó không cung cấp thêm các cái mỡ và các cái sản phẩm rối loạn, gây ra rối loạn chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta để mà gây ra béo phì. Ngoài ra còn có cái sản phẩm như là BCAA hay là cái L-carnitine, đó là các cái sản phẩm về nữ và nam, thì khi ta sử dụng ấy, thì nó sẽ là đốt mỡ thừa nhưng mà nó lại cung cấp năng lượng và làm cho cơ thể nó săn chắc. Tôi vẫn sử dụng hai cái các cái sản phẩm này L-carnitine thường xuyên đấy ạ. Thế thì trong những tình huống này để thảm tác dụng nó, thì theo chúng tôi thấy rằng chúng ta nên tăng cái liều lượng của các cái sao khuyến cáo lên từ 2 cho đến 4 lần các cái sản phẩm này, thì hiệu quả của nó đạt rất là cao. Xin slide tiếp theo. Đây là nguyên tắc phối hợp các cái sản sử dụng sản phẩm. Thì các sản phẩm này đặc biệt ở chúng ta trong thứ tư đó là trong cái vấn đề làm cho chế độ ăn nó phù hợp, và đặc biệt chế độ ăn nó phải là cân bằng. Thế thì cân bằng là thế nào? Thứ nhất là phải cung cấp cho đủ không thừa các cái chất để mà các tế bào nó hoạt động cách bình thường như tôi đã trình bày trên. Ví dụ như là các cái ngoài vitamin rồi còn cần khoáng chất, mà đặc biệt là chrome và sắt đấy ạ. Nó làm đủ thì nó gây ra da không bị thừa cân để tác động vào trong quá trình chuyển hóa chất béo. Thứ hai là về tăng cường các cái vai trò của cái chức năng gan và sinh lý gan và các cơ quan khác. Ví dụ như là trong cái bài thuốc của chúng ta nên dùng Synclovitan 4, nó là sẽ hỗ trợ cho chức năng gan rất tốt. Kèm theo nó phát hiện chúng ta thấy rằng là có ảnh hưởng hoặc có tổn thương gì đến các cái cơ quan khác. Ví dụ như cơ quan phổi thì ta dùng SYN5, rồi là ví dụ như nó gây ra các cái bệnh lý về xương khớp do béo phì thì chúng ta lại dùng SYN mấy ạ. Và nếu mà lại ảnh hưởng đến các cơ quan về tim mạch thì ta phải dùng đến SYN mấy ạ. Đấy, từ đó chúng ta đã ra thấy rằng là gì, phác đồ điều trị là nên SYN 4 cộng với các SYN mà có tác dụng đối cái cơ quan mà chúng ta nhận thấy. Ngoài ra chúng ta cần phải dùng các cái chất đạm và như tôi đã trình bày trên đấy. Thế tiếp theo là phải duy trì cái số lượng ăn làm sao cho nó phù hợp, tức là ăn 4 đến 5 lần trong một ngày, ta chia nhỏ bữa ăn và cái khẩu phần ăn nó như vậy. Đặc biệt là chúng ta phải có cái tự động viên tâm lý đối với những người béo phì không có hiện tượng mặc cảm, rồi là bị ví dụ như trẻ con thì hay bị các bạn bè chê trách, rồi trêu bêu díu rồi các thứ, làm cho nó xa lánh, nó không được vận động, nó gây ra những cái tình trạng không tốt, ứ trẻ mỡ gây ra béo phì, và không vận động thì không đốt được mỡ thừa. Thứ năm là chính là các cái vấn đề thanh lọc về gan và đường tiêu hóa, ví dụ như là các cái sản phẩm về inulin hay là yoga thì nó sẽ thải mỡ thừa ở trong nội tạng, tức là trong các cơ quan, đồng thời với ở trong hệ tiêu hóa, đặc biệt hệ tiêu hóa nó sẽ không bị ứ động mỡ thừa đấy, và từ đó chúng ta giảm cân rất tốt. Và chú trọng đến cái bộ phận tích mỡ của chúng ta nhiều nhất chính là cái bụng này. Xin slide tiếp ạ. Vâng, đây là các cái dòng sản phẩm mà chúng ta có thể thấy ạ, để mà thanh lọc cơ thể và thải độc cholesterol đó. Đấy.
bà con cô bác mình cũng đã nghiên cứu các cái dòng sản phẩm này. Tiếp theo là để tổng hợp các cái mỡ từ tinh bột để làm sao mà ổn định được cái đường huyết. Đây là xin tiếp ạ. Và đào thải các mỡ ở nội tạng để giảm cân chính là các cái sản phẩm như Yogo mà tôi trình bày tiếp theo tiếp vừa rồi đấy ạ. Tiếp đi ạ. Xin tiếp. Đào thải các, đặc biệt là cái fatty acid này nó đào thải các cái mỡ nội tạng. Ví dụ như trong vấn đề tim mạch chẳng hạn, chúng ta khi xét nghiệm thì chúng ta thấy có cái triglyceride nó gây cao, tăng cao ở trong máu thì nó gây ra một trong những yếu tố vi lượng rất là không tốt. Phân tử thấp đấy, không tốt cho hệ tim mạch. Nó gây ra cái nguy cơ là tắc mạch, mảng xơ vữa động mạch và gây ra tai biến đột quỵ. Vì thế mà cái sản phẩm này cũng là rất hữu hiệu. Xin tiếp ạ. Các nhân tố để chuyển hóa mỡ đốt đi chính là như sản phẩm này tôi đang sử dụng, đó chính là L-carnitine. Nó làm cho giảm cái chất béo và trao đổi và tăng cường cái năng lượng và sức bền của tập luyện, làm cho người mập nó giảm cân một cách rất là tốt ấy, mà vẫn được tập luyện. Chúng ta tập luyện rồi nhưng mà kết hợp để làm giảm cân, và đặc biệt với những tình huống mà nam giới yếu sinh lý và có người mỡ máu cao thì dẫn đến mỡ máu cao này cũng là gây ra những cái tình trạng yếu sinh lý. Vì thế mà cái sản phẩm này cũng rất tốt cho người nam giới. Xin tiếp ạ. Khi chúng ta đã giảm được cái chế độ tinh bột ăn vào thì chúng ta phải dinh dưỡng và các cái dinh dưỡng thay thế, mà đặc biệt trong cái thay thế này, đây là trên màn hình chúng ta đều thấy, ngoài cái luyện tập cơ bắp ra thì chúng ta dùng các sản phẩm Yogo rồi L-carnitine rồi protein rồi BCCA, các cái dòng sản phẩm này cũng rất nhiều các cái tác dụng là thải mỡ và tăng năng lượng cho cơ thể. Xin tiếp ạ. Đây là một cái hình thức để tăng chức năng gan đấy ạ. Chúng ta gồm có sin 4, novomin và trà gan. Những cái này nó làm cho chức năng gan của chúng ta nó trở nên hoàn hảo, tốt hơn và làm cân bằng hormone, từ đó mà không gây tăng estrogen, một trong cơ chế để mà gây ra tích mỡ. Xin tiếp ạ. Với các tình trạng mà có trở lại tăng hormone thì chúng ta phải có sản phẩm của chúng ta rất là tác dụng ở chỗ là các cái dòng sản phẩm như selen, kẽm hoặc là các cái đặc biệt là siêu vitamin này, hay là cái controlon đều có tác dụng tốt trong vấn đề là điều chỉnh cái rối loạn tăng hormone trong cơ thể. Từ đó là chúng ta sẽ giữ được cái mức không bị tích mỡ và gây ra béo phì. Xin tiếp. Ngoài ra, cái sản phẩm gọi là cũng đầu tay và cũng là huyền thoại mà chúng ta đã rất rất nhiều người có thể đã biết đến ở trong rất nhiều tác dụng, nó có thể có những người tổng kết khác nhau, nhưng mà như tôi được biết thì nó có 25 tác dụng trong một sản phẩm của chúng ta, mà cái sản phẩm này nó chỉ có giá là 259.000 Việt Nam đồng cho một sản phẩm, một lọ sản phẩm, đó chính là cái dầu ba san. Chúng ta đặc biệt ở trong cái khi massage và trong các cái phòng gọi là nhà cửa hàng massage, và thì chúng ta thấy rằng nó cũng được sử dụng để làm giảm mỡ rất là hiệu quả. Ví dụ như là có những cái kỹ thuật viên người ta dùng này để người ta gọi là đánh mỡ bụng đấy ạ. Đánh mỡ bụng không, một liệu pháp không mổ nhưng mà nó tác dụng trông thấy, và cái ảnh hưởng của cái hiệu quả của cái dầu ba san này thì là tuyệt vời. Vâng ạ. Vừa rồi là tôi cũng đã trình bày cũng tóm tắt các cái dòng sản phẩm để giúp cho chúng ta có một cái giảm cân sinh lý, hợp lý, khoa học và đạt được cái mong muốn của chúng ta. Tôi xin cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe. Tôi sau đây thì xin
các cái ý kiến của các thủ lĩnh tương lai, và về là chia sẻ kết quả của sản phẩm cũng như là cái đóng góp thêm gì cho bài trao đổi của tôi. Nhưng mà trước mắt thì tôi xin hỏi là trên nhà mình thì có hôm nay có phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vân Thúy không ạ? Nếu nếu có thì xin phó giáo sư cho ý kiến nhận xét trước giúp được không ạ? Xin xin mời phó giáo sư Vân Thúy ạ. Em xin mời chị Thúy có chân dung ạ. Nếu có thì xin xin phó giáo sư cho bổ sung thêm trong cái bài trao đổi của tôi sao cho hoàn hảo để chúng ta cùng có những cái kiến thức để hệ thống lan tỏa để... Dạ vâng ạ. Thế nếu em không là... thấy em thấy... Vâng, thế thì thôi thì có thể xin mời các thủ lĩnh tương quốc tế tương lai chúng ta bật mic xưng tên và cùng trao đổi chia sẻ. Xin mời. Tôi Nguyễn Hồng. Vâng, xin mời chị Hồng. Trước tiên là xin cảm ơn Zoom của thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An vô cùng tuyệt vời ạ. Đội nhóm của Hồng hôm nay cũng vào rất là đông ạ. Và cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp cũng như là bác sĩ Đào Thành Chương chia sẻ vừa rồi. Phải nói là Hồng cũng nghe rất là nhiều bài về giảm cân, nhưng mà chưa có một cái bài nào mà xúc tích mà gọi là chi tiết và cụ thể và giống như này. Ở cái câu hồi nãy mà bác sĩ nói về cái đốt mỡ qua oxy em chưa kịp ghi luôn ạ. Chút xíu có thể bác sĩ chat lên để mọi người cùng ghi lại. Nhưng em có một cái câu hỏi như thế này. Lúc mà người nói là giảm cân sau khi sinh thì cái phụ nữ sau khi sinh thì cái bộ ba thanh lọc như đang cho bé bú thì có dùng được không ạ? Hoặc là những cái dòng thanh lọc khác thì trong thời gian mang thai hoặc là trong thời gian sau khi sinh thì dùng có được nó có như thế nào mà theo cái liều lượng như sao? Nhờ bác sĩ chia sẻ cụ thể lại giúp em cái câu trả lời này ạ. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin cảm ơn sự nhiệt tình của nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hồng từ từ một cái hệ thống rất là mạnh là S-Pro. Hôm nay cũng là đến với hệ thống của chúng ta. Chúng ta xin thả tim chúc mừng nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hồng ạ. Vâng, sau đây tôi xin trả lời vấn đề thanh lọc ở đây là đối với gan là chỉ khi nào mà chúng ta thấy rằng là sản phụ sau sinh mà có tình trạng béo thì chúng ta cần mới cần cái nhu cầu đó. Và đặc biệt béo thì chúng ta thấy sao ạ? Tức là thừa cân béo phì nó gây ra hậu quả như vậy rất rất nhiều thứ như tôi đã trình bày, mặc dù chưa đủ đầy đủ đâu ạ. Thế thì vì thời lượng có hạn cho nên là cũng như một số các cái tác hại khác của nó mà chúng tôi chứ không liệt kê hết ra được. Thế thì khi có những tình trạng như là tích chất độc trong mỡ, rồi là cho stress, cho cái vấn đề nội tiết tố, vì thế mà lúc đấy chúng ta mới cần phải thanh lọc làm sao cho cái gan nó gan không nhiễm mỡ. Đấy là từ đó mà nó gây ra những cái tình huống là để làm cho cân bằng được cái hormone và estrogen và testosterone. Vì vậy mà lúc đấy chúng ta phải dùng. Nhưng mà cái liều bộ ba thanh lọc này chúng ta nên giảm đến 1/2 thôi ạ. Và cái thời gian sử dụng nó chỉ như tôi vừa trình bày, nó chỉ trong vòng 10 đến 15 ngày một liệu trình. Sau đó ta lại nghỉ tiếp, mà có thể nghỉ lâu hơn, nhưng mà liệu trình tiếp theo là phải sau ít nhất là 1,5 tháng thì chúng ta mới lập lại cái thanh lọc đó. Còn ngoài ra chúng ta vẫn sử dụng các cái sản phẩm khác như tôi cũng đã vừa trình bày khác, tức là chúng ta vẫn theo cơ chế bản quyền của tập đoàn thì chúng ta dùng thêm, vì cái lý do là thừa cân béo phì cho nên nó gây ra các cái bệnh lý mãn tính không lây như tôi đã vừa trình bày, vì thế chúng ta lại gộp thêm vào chúng ta dùng các cái sản phẩm mà năng lượng và cân bằng để chúng ta điều chỉnh các cái bệnh, các cái cơ quan mà bị tác động
đấy. Ví dụ như là tôi nói về khớp đấy, đấy. Mặc dù chúng ta vẫn dùng các cái mấu chốt của vấn đề chính là chúng ta phải duy trì cái chức năng gan cho nó tốt. Đấy, thế thì là sin 4 ta phải dùng rồi. Thế ngoài ra chúng ta phải kết hợp với một cái sin gì đó, ví dụ như sin về hô hấp, ví dụ như sin về tiêu hóa, ví dụ như sin về xương khớp, rồi là về tim mạch thì chúng ta phối hợp sau đấy ạ. Thế còn dĩ nhiên là về cái cân bằng thì chúng ta dùng nhiều rồi. Chúng ta có thể như là tùy theo điều kiện kinh tế của khách hàng chúng ta mà chúng ta có thể sử dụng từ những cái đơn giản như những gói trà cho đến những cái cao siêu như là super vitamin, neurovitamin rồi rất nhiều các thứ nữa có thể chúng ta sẽ sử dụng tốt hơn. Vâng. Vâng. Cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, em cảm ơn. Vâng, em cảm ơn câu hỏi của chị Hồng, cảm ơn bác sĩ Trương. Và để minh chứng cho câu hỏi của chị Hồng, em xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Thu Thảo. Và bạn chính là cũng là một nhà chuyên môn và cũng là người đã trải nghiệm qua cái quá trình vừa có bầu, vừa sinh em bé và nuôi em bé và quá trình giảm cân và giữ cân của bạn như thế nào. Bởi vì câu trả lời của bác Trương cũng quá đầy đủ rồi. Nên là vấn đề đầu tiên là khi có bầu, đúng không ạ, thì chúng ta bị rối loạn cái hormone và gây tích mỡ dưới da, và khi mà chúng ta dùng thì chúng ta phải tập trung vào cái chế độ cân chỉnh cái nhịp sinh học, đặc biệt là cái chức năng gan. Và cái thải độc thì bác Trương cũng có trả lời là dùng được, có thể dùng một nửa liều để làm sao cho cái tăng cường cái chức năng gan. Nhưng em sẽ mời cái kết quả minh chứng của bạn Thảo Nguyễn, nhà tư vấn chuyên nghiệp. Vâng, xin mời kết quả. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Em chào thủ lĩnh Nguyễn An, cháu chào chú Trương. Em chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên Zoom. Em tự giới thiệu, em là Thu Thảo ở thị trường Bình Dương. Thì thực sự là cơ duyên đến với Simeri nó rất là tuyệt vời. Em đến Simeri được 2 tháng thì bắt đầu em có bầu em bé. Thì với cái sản phẩm của Simeri giúp cho, và cái điều quan trọng là khi bắt đầu em có bầu được hơn 3 tháng thì bắt đầu là dịch bệnh xảy ra. Thì thực sự là may mắn, bởi vì mình đã được Simeri bảo vệ toàn diện từ mẹ và con. Và trải nghiệm sản phẩm của Simeri thì trong cái quá trình sử dụng sản phẩm ấy, thì bản thân em là người trước giờ sinh hai cháu trước ấy, thì thông thường phải bé đến 3 tuổi bắt đầu em mới lấy lại được vóc dáng của mình ạ. Tại vì là gần như là đẻ có bầu bạn nào đi chăng nữa thì em cũng lên cân khoảng độ hơn 20 cân, 22 đến 24 cân. Từ 22 đến 24 cân. Bởi vậy nên rằng là cái quá trình mà giảm cân sau sinh ấy, là một cái quá trình cực kỳ là cực khổ đối với em. Nó rất là cực khổ. Và lúc đó thì em cũng đã sử dụng rất là nhiều các cái giải pháp khác rồi. Những cái sản phẩm ví dụ như là mấy cái trà tam diệp, hay là những cái trà VT, hay là những cái dòng sản phẩm ở bên thuốc Tây để dùng để giảm cân ấy. Thì nó chỉ có tác dụng trong giai đoạn đầu thôi. Xong chỉ cần là 1 tháng, 2 tháng sau em lại bị lại. Và sau cứ dùng cái sản phẩm gì một thời gian thì bắt đầu lại thấy có công bố là có salbutamol. Đó là một cái thành phần mà nó gây, khi mình sử dụng thời gian dài, là một cái yếu tố gây ung thư rất là cao. Đó, thế nên rằng là cũng sợ. VT bây giờ đã đào thải ra khỏi thị trường, bởi vì trong thành phần chứa các cái chất gây ung thư rất là nguy hiểm, chất kích thích cho những cái người mà giảm cân. Đó, thì thực sự là sau khi mà dùng đến cái sản phẩm đấy xong và nghe cái thông báo đấy thì em mất niềm tin. Mất niềm tin rất nhiều với các cái sản phẩm cho giảm cân ở bên ngoài. Thực sự là như vậy. Nhưng khi mình biết đến Simeri thì thực sự rằng là mình hiểu rõ từ cái nguồn gốc xuất xứ của thảo dược để sản xuất ra nó, và các cái công nghệ sản xuất ra nó, và đặc biệt là tất cả các sản phẩm của chúng ta đều được dựa trên các cái chương trình khoa học bản quyền của Simeri. Còn nói chuyên về cái chuyên đề về cái giảm cân ấy, thì với bé thứ ba này thì bản thân em khi từ ngày em có bầu đến lúc mà em sinh ấy thì cũng lên cũng phải đến 18 cân. Nhưng mà sau khi sinh bé xong là em đứng lên bàn cân là 66 kg. Sau khi sinh bé xong
Vậy mà đến bây giờ thì em chỉ còn lại là 58 kg sau một năm. Và trong cái quá trình sử dụng cho bé, tại vì bé là con gái mà dáng người bé rất là cao nên nó nhỏ lắm, thì chồng em luôn luôn sợ rằng là không có đủ sữa cho con bú. Đặc biệt là bé lại không thích bú mẹ và phải bắt sữa, nên rằng là mình phải cần một lượng sữa rất là lớn. Thì anh ấy chăm em bằng cách thế này này, mọi người phải hình dung rằng là sau 6 tháng em có sinh con xong ấy, thì em sợ chân giò. Em nhìn thấy nó mà em phát rùng mình luôn, bởi vì rằng là anh ấy sợ không có sữa cho con bú, nên rằng là anh ấy biến em thành một con bò sữa để làm sao mà đủ sữa cho con bú. Thì đồng nghĩa với việc là đủ sữa cho con bú thì cái lượng mỡ ở vùng vùng bụng, vùng đùi, vùng mông và vùng nách của mẹ nó tăng lên rất là nhiều, rất là nhiều. Thì khi mà giai đoạn đấy thì em cũng chỉ nghĩ thế này này, anh ơi thôi bây giờ mình có siêu vitamin rồi, mình có mama book rồi và mình có protein rồi, thì đến bây giờ anh ngưng chân giò cho em được rồi đấy. Đến tháng thứ ba là em không ăn, em nhất quyết là không ăn, và em quyết định rằng là em chỉ dùng các cái sản phẩm của Siberi để bổ sung protein cho con thôi. Thì thực sự là em uống protein, uống siêu vitamin một ngày một gói và mama book một ngày một gói. Với lại cái giai đoạn đấy đang dịch bệnh nên em vẫn uống 4 viên Lovamin một ngày 4 viên. Và thực sự rằng là sữa của mình thì nó không giảm ạ, nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái người của mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và sau 6 tháng thì tại vì là vắt sữa lên là sữa của bé nó bớt dần đi. Nó bớt dần đi thì tại vì cái hóc khi bé không ngậm thì chắc chắn là hormone trong cơ thể của mẹ nó sẽ giảm và cái lượng sữa nó cũng giảm tiết. Theo đấy là cái nguyên tắc rồi ạ, đấy là cái nguyên lý cơ bản ở trong cơ thể của chúng ta. Thì bắt đầu rằng là bé nhà em bú hoàn toàn từ sữa ngoài, thì bắt đầu từ giai đoạn 6 tháng của bé là em bắt đầu thực hiện cái chương trình mà giảm cái trọng lượng cho mình. Thì đúng là sau 6 tháng thì em giảm được đến bây giờ là lúc bắt đầu sinh xong. Giai đoạn đấy là em cân là 66 kg. Và sau khi được chồng chăm sóc lên là nó lên 68 kg. Và đến bây giờ thì em chỉ còn được 58 kg. Và cái người của mình gọn hơn rất là nhiều. Và thực sự là ngạc nhiên, bởi vì trong 3 tháng trời ở nhà liên tục, ăn uống thì cũng điều độ bình thường, nhưng mà với người ta thì người ta ở nhà người ta lên cân, nhưng với em ở nhà thì nó lại không lên cân. Và hôm nay đi ra ngoài đường mặc lại cái đồ cũ thì cảm thấy rằng là nó hơi rộng một chút, nó đã có một sự nới lỏng cái đồ cũ của mình ra. Thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Và em xin chia sẻ với mọi người là em đang sử dụng cái sản phẩm này ạ. Cái chế độ ăn của em là một cái chế độ ăn kiêng, không bỏ tinh bột ạ. Em vẫn ăn tinh bột, một ngày là một chén tinh bột ạ. Tức là em ăn nhiều tinh bột vào buổi trưa. Buổi sáng thì em pha cái protein này, cái Zogo ra để cân chỉnh cái trọng lượng này. Và em vẫn dùng cái, sau khi cai sữa bé xong thì em vẫn dùng cái này ạ, Chorolong ạ, và cái Eucalyptin này. Và tại vì gần đây có tập thể dục cùng với chồng nên là có thêm cả cái BACC để nó giúp cho mình tăng cơ giảm mỡ, giúp cho cân chỉnh cái cơ thể của mình. Và ngoài ra thì em có uống thêm Beauty Book. Đấy là cái bộ sản phẩm của em. Đấy là cái bộ sản phẩm mà em sử dụng. Và Sin 4 ạ. Đây là Sin 4 ạ. Đó. Thì gần như là cái bộ của em dùng nó cũng có cái công dụng giống như của cũng giống như cái chia sẻ. Tại vì bây giờ Mama Book hết rồi, chứ sau khi sinh là em vẫn cứ dùng một ngày một gói Mama Book. Bởi vì mình sinh tới đứa thứ ba rồi. Nên là mình giảm trọng lượng, mình tăng cơ giảm mỡ và mình chăm sóc da dẻ của mình. Nhưng cái điều quan trọng cốt yếu của mình là phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho hệ thống gân, xương, cơ. Đấy, đấy là một cái điều rất là quan trọng của người phụ nữ ạ. Và cái điều tuyệt vời hơn nữa là trong cái Mama Book thì nó có cái fatty acid rất là cao rồi, cái hàm lượng omega 3 lớn. Nên là em không dùng thêm omega 3 nữa. Đấy là cái giải pháp mà em dùng. Và cái này là em dùng một ngày 2 gói ạ. Sáng 1 gói, chiều 1 gói, em pha thêm một chút sữa không đường nữa, nó rất là ngon. Mình dùng thay vào bữa sáng và bữa tối. Còn bữa tối thì em không ăn tối ạ. Em chỉ uống 1 gói này tầm khoảng từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kết hợp với em ăn rau củ quả buổi tối. Còn buổi sáng thì là em
em dùng thay thay bữa sáng cho mình luôn. Thì thực sự là nếu như mọi người sử dụng một cái bộ như vậy, chắc chắn là mọi người sẽ cân chỉnh. Và đặc biệt là mình uống cái này, cái BACC với này, cái L-carnitine này trước khi mình tập thể dục. Tại sao mình lại phải uống trước khi mình tập thể dục ạ? Bởi vì cái L-carnitine này nó là một cái sản phẩm, nó giống như là một cái cỗ máy để vận chuyển cái lượng mỡ thừa của mình đến cái nơi, cái tế bào ti thể để nó thực hiện cái quá trình chuyển hóa đốt mỡ thừa, chuyển hóa cái mỡ đấy chuyển thành năng lượng để cho mình hoạt động. Thì mình cần phải sử dụng nó trước khi mà mình đi tập thể dục khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Và trong cái quá trình để chuyển hóa cái mỡ thừa của mình thành năng lượng, nó cần phải có cái sự vận động. Nên nếu như trong trường hợp ai mà mong muốn rằng là mình giảm cân nhanh mà mình vẫn săn chắc cơ thể và giúp cho mình có một cái, tức là có thể cái trọng lượng của mình nó không giảm nhiều đâu ạ. Nhưng mọi người hãy hình dung đi ạ. Cái vùng bụng của mình ấy nó săn lại rất là nhiều, và cái cơ của mình ấy nó cũng săn lại, nó không còn nhẹo nhẹo, nó không còn, cái tay của mình này nó không còn có cái cảm giác là dạng nó cứ chảy xệ xuống. Với này ở cái lứa tuổi hơn 30 tuổi, 34, 35 tuổi giống như em rồi thì nó bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn là lão hóa, thì nó khi mình béo quá nó sẽ có cái hiện tượng là chảy xệ. Chảy xệ cái cơ của mình ấy, nó không được săn thì nó sẽ chảy xệ xuống. Bởi vậy nên rằng là mình hãy dùng nó một cách khoa học, và mình nếu như xác định rằng là còn thiếu một cái loại nữa rất là tuyệt vời, đó chính là trà Zogo. Nhưng mà bởi vì vùng nhà em nó là một cái vùng đông cứng, 3 tháng nay rồi em ở Bình Dương nên nó ở cái vùng đông cứng, thì em phải chấp nhận rằng là mình dùng không đủ bộ. Nhưng mà mình chắc chắn rằng là sản phẩm này nó giảm, nó giúp cho mình có một cái vóc dáng nó đỡ hơn rất là nhiều so với cái thời em còn một cái hình mà khi em đi dự kiện nối vòng tay lớn 2 ở trong trong miền Nam đấy ạ, là cái lúc đó là em mới sinh đấy ạ. Và đến khi mà chắc chắn rằng là sau này sẽ có một cái hình ảnh chúng ta sẽ so sánh rằng là sau khi một năm em sinh bé và đến cái giai đoạn lúc em đi sinh bé là được khoảng 3 tháng. Sau một năm sử dụng sản phẩm của Siberi chăm sóc sức khỏe của mình và cơ thể của mình nó khác hoàn toàn. Gần như nó không còn cảm nhận mình là người phụ nữ của 3 đứa con. Mình là người đã trải qua 3 lần sinh con, nó không còn là như vậy nữa. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời của Siberi. Mà mọi người nên khi mà chúng ta xác định là cân chỉnh trọng lượng thì mình cần phải nhớ cái điều là dinh dưỡng lạc vào và cái lượng tiêu hao năng lượng của mình trong ngày. Chúng ta cần phải nhớ cái điều đấy. Đầu vào nó khi mà mình đang mong muốn nó xử lý cái đống tích trữ, tức là cái của để dành của chúng ta ấy. Chúng ta đang mong muốn rằng là chúng ta sẽ xài cái của để dành của chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta phải dùng ít cái đầu vào. Thì chắc chắn rằng là và chúng ta tăng vận động lên thì nó mới sử dụng được cái của để dành chứ. Bởi vì là cái hormone của người phụ nữ nó cũng giống như người phụ nữ chúng ta đấy ạ. Chúng ta luôn luôn sợ thiếu. Chúng ta luôn luôn sợ thiếu, sợ không đủ, nên bắt buộc luôn luôn rằng là chúng ta có xu hướng tích trữ. Thì trong cái cơ thể của chúng ta cũng vậy ạ. Khi trong cơ thể của mình nó báo hiệu là mình có bầu một cái là bắt đầu nó đã có xu hướng tích trữ rồi ạ. Tại vì nó không bao giờ để cho em bé thiếu chất. Trong trường hợp mà người mẹ không đủ chất thì nó phải lấy cái đó để ra nuôi em bé, nên rằng đấy là cái hormone trong cơ thể của mình nó tiết ra. Và đặc biệt là người phụ nữ sau khi sinh ấy, trong cái giai đoạn có bầu và sau khi sinh lúc cho con bú ấy, là cái lúc mà nó sử dụng tối đa cái khả năng tích trữ của nó. Bởi vì rằng nó cần phải sử dụng, nếu như có thừa là nó sẽ tích trữ ở mỡ, chứ nó không phải có thừa nó đào thải ra ngoài đâu ạ. Nó đang sử dụng tối đa cái trách nhiệm của nó, cái hormone của mình ấy, nó đang sử dụng tối đa cái trách nhiệm của nó rằng là nó phải tích trữ để trong trường hợp ví dụ như bé bú nhiều nó sẽ phải lấy cái năng lượng từ cái vùng tích trữ đó ra cho bé. Hoặc mình sử dụng lượng sữa nhiều nó phải tích trữ lại. Nhưng trong trường hợp mà nó đã tích trữ rồi thì mình rất là khó lấy ra. Thì bé nó có bú nhiều hay bú ít thì nó đã tích trữ rồi mà. Đấy. Nên rằng là chúng ta cần phải lưu ý cái việc rằng là dinh dưỡng đầu vào và cái tiêu hao năng lượng đầu ra kết hợp với chúng ta cái chế độ ăn uống và tập thể dục của mình nữa, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có một cái vóc dáng rất là tuyệt vời với sản phẩm của Siberi. Và cái điều mà em đưa lên hàng đầu đó là cái chỉ số an toàn ạ. Và em chắc chắn với mọi người rằng chúng ta có thể sử dụng 1 năm hay 10 năm đi nữa với sản phẩm của Siberi, không bao giờ chúng ta lo rằng là chúng ta sẽ bị tích tụ những cái hoạt chất gây ung thư. Đấy là một cái điều mà em hoàn toàn yên tâm và hoàn toàn trao cái niềm tin, hay còn gọi là cái đức tin của mình, giống như là bác Đồng nói đấy ạ.
đấy là cái đức tin của mình về cái sản phẩm rồi. Không bao giờ mình nghi ngờ sản phẩm của CBD nó mang lại những cái tác hại gì với cơ thể của mình, mà nó chỉ đưa cho chúng ta những cái giá trị rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị An đã cho em chia sẻ, và cảm ơn cái bài chia sẻ của bác Trương hôm nay rất là tuyệt vời. Cảm ơn bác sĩ Trương rất là nhiều. Em xin dừng chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Vô cùng tuyệt vời, kết quả là chân lý đúng không ạ? Và một cái chia sẻ của nhà tư vấn chuyên nghiệp dược sĩ Thu Thảo đã cho tất cả chúng ta một cái lộ trình chăm sóc chế độ sau sinh, kể cả trong khi có bầu đúng không ạ, trước và sau khi sinh, rất là tuyệt vời. Còn ai có câu hỏi gì tiếp hoặc là chia sẻ gì tiếp, xin mời tất cả anh chị em và các bạn ạ. Tôi ạ. Có ý kiến em xin mời bác sĩ Đồng ạ. Dạ vâng ạ. Chào thủ lĩnh Nguyễn An, xin chào nhà tư vấn chuyên nghiệp Đào Thành Trương, xin chào tất cả các cô chú anh chị. Đồng xin chia sẻ về cái kết quả sử dụng sản phẩm CBD đối với giảm cân của chính Đồng đó. Chú Đồng ơi, Đồng thì cái zoom của chú nó hơi bị vọng. Đến với CBD, xin giới thiệu Đồng là cũng là một bác sĩ cùng đồng nghiệp với bác sĩ Đào Thành Trương. Trước đây thì không bao giờ tin một cái sản phẩm chức năng nào cả. Đối với Đồng như vậy, nhưng có rất có một cơ duyên rất may là khi biết đến sản phẩm CBD đó là từ người vợ của mình và cũng từ vợ chồng bác sĩ Đào Thành Trương cũng như là vợ chồng thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An đã cho mình biết đến cái sản phẩm CBD và biết đến các cái môi trường của CBD. Thì mình nói với mình thì với là một bác sĩ mà đã không tin vào sản phẩm CBD như đến bây giờ là đã cũng như là nhà tư vấn chuyên nghiệp Thư Thảo đã nói là mình có đức tin, và mình xin khẳng định với các cô chú anh bác anh chị rằng là mình có đức tin tuyệt đối với sản phẩm CBD. Với cái chuyện giảm cân của Đồng thì cũng xin nói vắn tắt như thế này, mình lại không phải là người dùng sản phẩm giảm cân đối với CBD đầu tiên, mà đến nay thì mình lại dùng, mình là một người bác sĩ nhưng mà đã tàn phá sức khỏe của mình rất cả quá trình. Năm nay Đồng là 58 tuổi, đã có bao nhiêu năm trong công tác trong ngành y nhưng mà đã tàn phá sức khỏe một cách là khủng khiếp. Nếu lúc đấy mình có gọi một ra một cái câu viết trên cả Facebook đó là nếu những người gọi là mình thì mình nói là người khờ dại, nhưng mình đến người đời thường hôm nay tôi nói cô chú anh bác là người ngu si thì đã tàn phá sức khỏe của mình, và mình đã có một giai đoạn như vậy. Cái nữa là người bình thường thì coi thường sức khỏe, người sáng suốt thì mới biết gìn giữ sức khỏe, nhưng những người thông minh thì sẽ biết đầu tư vào sức khỏe. Nhưng với sản phẩm của CBD thì chúng ta là một cái lựa chọn vô cùng tuyệt vời, đó là đầu tư cho sức khỏe của chính mình và người thân. Thế thì mình chỉ nói với các bạn rằng là tại sao hôm nay lại chia sẻ cái kết quả của sản phẩm CBD, là mình chỉ dùng sản phẩm của CBD về vấn đề là huyết áp và vấn đề là về gút của mình và mỡ máu. Trước khi dùng sản phẩm CBD, mình là bác sĩ và có một bằng thực chứng là mình đã xét nghiệm tại gọi Medletic gọi đến tận nhà xét nghiệm, thì trong đó biểu hiện là mỡ máu, biểu hiện là gan nhiễm mỡ, biểu hiện là suy thận độ 2 mà trước đó hoàn toàn không biết, và huyết áp thì đã dùng huyết áp là 70 năm nay rồi, là dùng huyết áp ngày nào cũng phải dùng một viên, có những ngày phải dùng hai viên huyết áp, là có những lúc đã lên tới 190 trên 120, và đến có một buổi mà chính bác sĩ Đào Thành Trương cũng phải giật mình là khi mổ và cắt sỏi mật cho mình thì đã lên tới trận 220 trên bao nhiêu thì mình không nhớ, nhưng đã nói lại như vậy đấy. Nhưng mà cơ thể của mình từ lúc mình ra trường bác sĩ là có 57 cân, mà sau đó thì mình lên 63 cân, mình cao 1m70 lên 63 cân thì mình đã thấy là mình là rất là lý tưởng rồi. Thế nhưng sau khi mình bỏ thuốc lá thì lên 68 cân, và bắt đầu từ bỏ thuốc lá năm 1996
thì bắt đầu từ năm 96 đến nay là lên, có những giai đoạn là lên tới 83 kg. Và sau khi mà bắt đầu thấy cái hiện tượng là rất là nặng, béo phì và nặng nề như thế thì mình bắt đầu có ý thức giảm cân, nhưng không giảm được bao nhiêu cả. Và đến khi, chỉ đến khi cắt mật thì mới xuống được 75 cân. Và trong 75 cân thì trong cả một quá trình từ cắt mật từ năm 2012 đến nay thì mình lại tiếp tục lên là 76-77 cân. Thì đã 3 năm nay mình không có, vì bệnh huyết áp mà mình không có một chút rượu bia nào nữa, nhưng cái cân của mình là không thể nào giảm được. Mà vợ mình thì đã dùng cả những cái sản phẩm của Mỹ rất là đắt tiền, dùng trong cả một cái lộ trình như thế rất mất nhiều tiền như thế, nhưng mình chỉ giảm được 2 cân, là có lúc xuống đến 74 cân, đã tưởng là lý tưởng lắm rồi. Mà với chiều cao thì không thay đổi, người trưởng thành rồi, chứ đến khi mình dùng với cái sản phẩm là về đề gút, về gan nhiễm mỡ, về suy thận độ 2 của sản phẩm Sibri, thì bắt đầu mình dùng là từ tháng 4 năm 2021, và đến sau 2 tháng thì mình đã đào thải tất cả những cái vấn đề mỡ máu, vấn đề gan nhiễm mỡ. Và sau khi mình được hai dùng dược sản 28, mình gọi Metlatet đến xét nghiệm lại thì gan hoàn toàn trở về bình thường, thận không có một biểu hiện gì của suy thận nữa. Đấy là một cái mà mình đặt đức tin vào cái sản phẩm CV là như vậy. Thế nên khi mình lên cân thì các bạn có biết không, nó giật mình là xuống 64 cân. Mà trong cả một cái trời mùa hè nóng đấy, mình còn không mặc điều, không mà nằm điều hòa nữa, tắt điều hòa đi, mà mồ hôi nó ra và đi tiểu. Và lúc đấy cũng còn chưa dùng đến chè tê, chè Jugo. Thế mà cân nó xuống một cách gọi là mà mãnh liệt như vậy. Nhưng có một điều đặc biệt rằng là mình không có một biểu hiện gì về cái nhăn nheo của da cả, và không có biểu hiện gì về cái chuyện mất nước cả, cũng không có biểu hiện gì về cái chuyện là mình có về tinh thần có làm sao cả. Mình vẫn làm việc bình thường, sau chỉ có cái giai đoạn gút nó đau quá thì mình nằm liệt tại giường. Thì lúc nào mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chuyện là điều trị cái mỡ máu và cái gút của mình là như vậy. Nhưng cái đặc biệt cái giảm cân này thì mình thấy rằng là sản phẩm, không có một cái sản phẩm nào lại tuyệt đối lại tốt như vậy, mà nó lại giảm cân là một cách là đến khi mình tìm hiểu rất kỹ rồi thì mình mới thấy rằng là chúng ta đã tích lũy đến tuổi này, mình đã tích lũy quá nhiều. Chúng ta đã được cái bài của thủ lĩnh vàng quốc gia Vạn Hữu Minh đã chia sẻ là mỗi một con người từ trưởng thành thì đã tích lũy từ 3 đến 25 cân chất độc trong cơ người, trong cơ thể. Mà chủ yếu các chất độc được tích lũy vào đó thì được bao bọc bởi các cái lớp mỡ của trong cơ thể. Thì nó để bảo vệ cơ thể, thì chính là chúng ta khi thải ra đấy là chúng ta thải chất độc trong cơ thể, chứ không phải mất một cái những cái chất bình thường trong cơ thể người. Thế đến đến hôm nay, tức là sau 2 tháng mình xét nghiệm như thế, mình bắt đầu mới bước vào coi là ký hợp đồng với Siberia. Và mình ký hợp đồng từ tháng 6 đến hôm nay, thì mình đến nay bước sang tháng thứ 5 thôi, tức là đến tháng mùng 9 tháng 10 này mình mới là được 4 tháng, tròn 4 tháng để mình bước vào Siberia. Là tại sao mình vẫn nói với hệ thống F68 và nói với các cô bác anh chị rằng là mình có đức tin tuyệt đối về sản phẩm Siberia là như vậy, là bởi vì là đến hôm nay là mình thấy cơ thể mình nó rất là tuyệt vời, tất cả vòng bụng mỡ là không còn nữa. Mà đến bây giờ là nhìn thấy mình, bây giờ là các bạn nhìn thấy là mình rất là, trước đây mình gọi là đồng đen, nhưng giờ rất là sáng và da rất là đẹp. Khẳng định một điều là sản phẩm CB mang lại một cái giá trị rất là thực tế, kết quả nó là như vậy. Thế vì hai nữa là trước đây mình có rất béo, có giảm cân xuống đấy, thì mình luôn có một cái cảm giác rất là, có những lúc đến bữa ăn rất là đói, bởi vì mình có ý thức là có những bữa không ăn, bởi vì mình là dùng rất nhiều các cái loại cà phê chè. Thì nói mình uống cà phê là đặc kinh khủng, mà các bạn ở miền Nam mà ra bảo là không thể hiểu rằng là mình một người là như thế này, tại sao lại uống cà phê đặc không đường mà đến mức độ như vậy. Nhưng mà đến khi uống cà phê vào thì đến những cái bữa ăn ấy, mình rất là béo, nhưng mình có bị cái rối loạn là chuyển hóa mỡ, mà
mà máu ở trong cơ thể là nó tạo ra một cái rối loạn là mình luôn luôn là thấy đói và thèm ăn. Tuy rằng là đường huyết xét nghiệm rất nhiều lần là đường huyết chỉ lên đến 6,3 là cái lúc ăn no, là không bao giờ có cái biểu hiện của đường huyết lên cao, là mình mọi người cũng sợ là mình tại sao mình ăn như thế mà mình béo như thế mà mình lại vẫn có cảm giác thèm ăn như thế, lại sợ là mình có cái đường huyết nó tăng, và với cái tuổi này rất dễ mắc vào cái đường huyết. Đấy là hôm nay mình chỉ nói về sản phẩm Sibiri đã giúp mình là mình chữa về huyết áp. Thì đến hiện nay nói cô bác anh chị rằng là mình đã giảm thuốc huyết áp xuống là 2 ngày dùng có một viên. Mà tiến tới là mình khẳng định mình sẽ bỏ được thuốc huyết áp. Thế nhưng mình lại được khuyến mại là giảm cân tới 11 cân mà không có một cái sản phẩm nào từ trước đến nay mình dùng mà lại được giảm được cái số cân thế, mà hoàn toàn là mình vẫn làm việc từ sáng đến tối và làm việc rất là tràn đầy năng lượng, không có một cái biểu hiện gì mệt mỏi cả. Đấy là một cái câu chuyện của chính bản thân mình. Xin rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe về cái kết quả của mình, cũng như cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Đào Thành Trương đã cho cô anh chị một cái bài rất là sâu, cụ thể, rõ ràng về khi chúng ta dùng sản phẩm Sibiri để chăm sóc với vấn đề thừa cân, và nhất là cả nhà tư vấn Thu Thảo đã đưa về cái giảm cân của người sau sinh. Đấy là một cái kết quả thực tế, đó là chân lý. Rồi xin cảm ơn tất cả cô anh chị đã lắng nghe. Xin cảm ơn ạ. Vâng, em cảm ơn chia sẻ vô cùng tuyệt vời của bác sĩ Nguyễn Thành Đồng. Tất cả anh chị em, cô bác có thấy không ạ? Thực sự là vô cùng hạnh phúc. Đến với Sibiri chúng ta hạnh phúc từng giây từng phút, đúng không ạ? Và đó là điều có thể ai đó ngoài kia họ không tin. Nhưng An tin chắc rằng tất cả chúng ta sẵn sàng, nghĩa là rất giàu cái giá trị để chúng ta đi trao những cái giá trị. Đơn giản thôi, họ chưa tin, chúng ta chỉ trao cho họ một hộp trà để họ trải nghiệm đã. Và với một hộp trà do gâu, chúng ta cũng sẽ giúp được họ ít nhất là được cảm giác được sạch cái đường ruột đã, được không ạ? Đường tiêu hóa đã. Và có lẽ Zoom hôm nay cũng là đến giờ dừng rồi. Xin hẹn tất cả anh chị em và các bạn đến buổi Zoom thứ 6, 20:30 thứ 6, nghĩa là ngày mai ạ. Là buổi Zoom cho dành cho sự chia sẻ và các câu hỏi, giải đáp tất cả những thắc mắc trong cả một tuần. Anh chị em chúng ta đi gặp khách hàng, rồi có những vấn đề về sức khỏe, có vấn những cái câu chuyện về kết quả, hoặc những vấn đề về liên quan đến chia sẻ công việc. Rồi, cho em xin nữa.